giết chu thần, ta sẽ có được ngươi sớm. Có ai không? Chạy sao? Chạy nữa đi. Ngươi có chạy đằng trời. Tên khốn, thích lo chuyện báo động à? Ngươi cứu ta với. Cô không phải sợ, có ta ở đây rồi. Hãy đợi đi. Cô có sao không? Cô, này, cô gì ơi, tỉnh dậy đi. Cô đã tỉnh rồi sao? Cô ổn rồi chứ? Mà nhà cô ở đâu? Để ta sai người đưa cô về. Ta từ giờ cô cứ ở lại đây với ta, không phải lo gì cả. Ta cảm ơn ngươi nhé. Ồ, thế là từ giờ mình đã có mẹ rồi. Nó là ai? Cô không phải lo, đó là thằng con trai nghịch tử của tôi đấy. Xuống đây con. Xin nào, chào. Đến đây. Nhưng mà bố ơi, con nhìn mặt cô này cứ thấy vàng vàng kiểu gì ấy. Vàng cái đầu mày ý. Vàng nữa vẫn. Cô đừng để ý nó nha, nó hơi bị tăng động một tí thôi, nhưng mà ngoan lắm, biết nghe lời. Không sao đâu. Ồ, hôm nay mình phải câu một con cá thật to để cho mẹ ghe ăn thôi. Bà làm cái gì đây hả? Mày bảo ai mặc giang giang hả? Bố ơi, đứng lại. Này, mày mà không biết nửa lời nói, nhớ chưa? Vâng ạ. Vâng. Khu rừng của ta thật là yên bình mà. Sao cô lại ra đây? Chàng suy nghĩ nhiều rồi. Bố ơi, bố. Sao đây? Có chuyện gì đấy hả con trai? Hôm nay nhìn bố rất là đẹp trai, con đi câu cá tiếp đây. Cái thằng này. Con nói đúng mà chàng, để ta lau mồ hôi cho chàng nha. Ta cảm ơn nàng. Con trai. Bà định làm gì ta? Cứ bình tĩnh, ta có ăn thịt ngươi đâu mà phải sợ. Bà đừng làm hại ta. Chỉ cần ngươi lấy chiếc chuông đó cho ta, thì cả gia đình ngươi sẽ được an toàn. Không thì... Bà tha tay ra. Nếu không thì cả gia đình ngươi sẽ được đoàn tụ dưới kia. Tôi biết rồi. Ngu ngốc. Không biết cô ấy có thích món quà này của mình không? Sao nhìn mặt con buồn thế? Không có gì à. Bố ơi, cô ta... Cô ấy làm sao? Cô ấy thật sự rất tốt với bố con mình à. Mau, lấy chiếc chuông cho ta. Nhanh. Đó sẽ là một người vợ tuyệt vời nhất của ta. Con xin lỗi bố. Đưa đây. Làm tốt lắm. Giờ ai có thể chống lại ta được nữa? Rõ ràng là bàn chỉ hướng này. Khu rừng này âm u thế nhờ. Có khi nào lạc đường không? Thiếp nhớ rõ ràng, đường chúng ta đi lần trước là thẳng, rồi rẽ trái,
xong quẹo phải rồi cua tròn, thế mà bây giờ lại không đúng là sao? Này, thôi, mất công vào trong này rồi, thì chúng ta đi khám phá. Đi thôi, khám phá. Đi khám phá. Chờ, bố ơi, bố tin dậy đi. Bố ơi. Thích vé đi chàng nha. Núi non thật là hùng vĩ. Bao la bát ngát, đợi em với. Mệt quá. Bố ơi, bố tin dậy đi. Hai người, có nghe thấy gì không? Sao lại có tiếng người gọi thất thanh thế nhờ? Hình như ở hướng này, đi hay là mà đây? Bố ơi, bố. Này, chàng trai, sao thế này? Này, ông ấy bị làm sao vậy? Bố ơi, bố có sao không? Bố, bố tỉnh rồi. Tỉnh rồi nè. Bố ơi, các người là ai? Bố, các người định làm gì con tôi? Chuông thần của ta đâu? Bố ơi, bố nghe con nói này. Các người lấy rồi đúng không? Hả? Chuông gì đấy? Chuông thần. Chuông điện thoại á. Không phải các người thì là ai chứ? Bố ơi, có chuyện gì vậy con? Là cô ấy lấy đi rồi. Vậy sao? Con đã bảo bố rồi mà Ly. Nhìn mặt cô ấy rất là gian, thế mà bố vẫn tin. Họ nói gì đây? Tiếng nhân tạo mà. Này, cho bọn ta hỏi đường ra khỏi khu rừng này với. Bọn ta muốn trở về nhà. Đồ bị lạc mất rồi. Rồng thân của ta mau hiện lên. Chúc mừng chủ nhân đã có được rồng thân. Bọn ta bị lạc rồi. Quay, nhìn kia nàng ơi. Rồng kia. Đẹp quá trời ơi. Ui, đẹp thân nàng à? Một kỳ quan hùng vĩ. Tuyệt vời luôn. Nước mình mà có rồng, đúng là tuyệt luôn. Ở đấy mà mừng nữa à? Tai họa sắp tới rồi đây. Là chiếc chuông hắn cầm đó sao? Đúng vậy, phải có chiếc chuông đó thì các người mới ra khỏi khu rừng này. Được rồi, để ta. Cẩn thận nha. Các người yên tâm, ta truyền nhân của Lý Tiểu Long. Biết nghĩ cái ra gì không nhờ? 8 năm học võ mà. Sao thế này? Nằm học võ hành. Thôi này, ngươi có giỏi thì đi đi. Ui giời ơi, riêng em á không cần đến vũ lực đâu. Nhìn đây này. Cẩn thận đi nha. Lên nào, rồng thân của ta. Anh trai. Yêu yêu. Trời đất quỷ thần ơi. Không biết nha. Sao ở đây lại có những thứ kinh tởm như vậy chứ? Ta không biết được nữa. Tiếp tục đi. Rồng thân, lên đi. Ôi. Đây, trời làm sao không? Vậy đi. Đau quá. Cách của mọi người không ăn thua đâu. Để ta. Các người vui mừng quá sớm. Giờ ngươi không có chiếc chuông này, làm gì được ta? Ngươi cũng chỉ là đồ yếu đuối mà thôi. Yếu đuối. Đây rồi. Giờ thì chuông thần của ta. Để xem ai yếu đuối. Cút đi. Không. Đấy là cái giá các người phải trả đây. Bố ơi. Giờ vì ngươi giúp bọn ta về nhà với. Cảm ơn mọi người đã giúp bố con ta. Không cái gì đâu, giúp người là việc nên làm mà. Được rồi, giờ ta sẽ giúp các người về nhà nha. Về nhà. Được về nhà rồi anh Hoàng. Bọn ta về đây, cảm ơn hai bố con nha. Đi thôi. Tạm biệt. Cảm ơn các người nha. Lần sau bố đừng có mà dài gãi nữa nha. Cái thằng này, mày làm cái gì đây? Ha ha ha!
Sức mạnh của ta. Đúng rồi. Năm qua ông trời ơi, mưa đi. Mưa rồi, mưa thật. Tôi nói bạn biết này, trời nắng thế này á mà làm cốc bia thì bác phải biết luôn. Mưa hả? Ôi dồi ôi, mưa cái giải nhiệt luôn bạn nhỉ. Ngon thật ấy, bánh ngon lắm á nè. Anh Hoàng, bánh ngon thế này mà mặc cứ cấu nàng ấy, chẳng biết chuyện gì cả. Chàng có xin phép ta chưa mà ăn hả? Tâm, ta ăn có mỗi cái bánh thôi mà cũng giỏi. Cậu ta cả đĩa bánh tỏi có 6 cái thế mà ăn mất 2 cái của người ta. Ủa, mà sao hôm nay vắng như chùa Bà Đanh thế này? Kỳ lạ thật nha. Gì thế này? Đuổi theo. Núp vào đây đã. Đáng sợ quá. Đáng bụng quá. Bánh tỏi. Ăn tạm vậy. Bảo sao anh Hoàng ăn liên tục được như thế? Hết giận ta nhé. Sao nhà cửa lại tối om thế này? Tâm ơi, đấy, nhà là phải sáng chứ. Này Tâm, nay có phải ngày hội hóa trang đâu mà nàng. Đây, bánh tỏi ta mua đây. Chê à? Ui, nàng làm sao đây? Nàng bị thật à? Ui, nàng Tâm. Không ra được nắng đúng không? Qua đây đi. Có giỏi á thì ra nắng mà bắt ta này. Liêu, đồ không ra được nắng. Đừng, Tâm, nàng đừng qua đây nha.
Hóa ra mọi thứ xuất phát từ căn nhà này à. Ta sẽ làm sáng tỏ vụ này. Sao người dám xâm nhập vào đây? Chết đi! Tấm, ta sẽ cứu nàng ngay. Mau nói cho ta biết điểm yếu của hoàng thượng là gì. Là Tấm. Thả ta ra! Thả ta ra! Tiếng gì vậy? Thả ta ra! Thả ta ra! Ma cà rồng! Ai thế? Búp bê! Sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Hoàng thượng! Là ngươi... do tên ma cà rồng đã phản bội ta. Hóa ra ma cà rồng là do ngươi chế tạo à? Nhưng ta có cách để khắc chế hắn. Mau thả ta ra! Được rồi, vậy thì ngươi hãy lùi xuống. Chứt! Phương thuốc đây. Được, lần này ta sẽ tin ngươi. Đi thôi. Tâm, nàng cố gắng nhé. Các ngươi mau trả Tấm cho ta. Ngươi dám phản bội ta? Sao lại có thể như thế? Sao lại không chứ? Ngươi đáng đời. Cô sao rồi? Búp bê, anh Hoàng. Nàng có sao không? Nàng á, nàng vừa trở thành ma cà rồng đấy, có biết không? Thiếp là ma cà rồng. Các ngươi có thể về được rồi. Nhà ngươi á, lần sau đừng có mà chế tạo mấy cái thứ vớ vẩn như vậy nữa. Đi về nè. Đến lượt nàng. Xóm người tặng chàng đấy. Hả? Cầm lấy đi, không phải ngại đâu. Ơ kìa, Tấm, không phải như thế đâu. Không ngờ cô có chàng lại mặc như thế đấy. Không phải đâu, chắc đây là ai gửi cho nàng ấy, không phải ta đâu. Nàng mở ra đi. Anh Hoàng, bỏ cái đây đi. Bỏ đi. Được rồi. Mau mang đi. Dù mày có hơi xấu xí, nhưng mà tao không nỡ vứt. À, mày ở bên kia nhé. Đây, mày ở tạm đây nhé. Anh Hoàng ơi, nhanh lên, con sợ quá. Tao tới ngay. Rượu ngọt làm ta đắm say, giấc chim bao chợt mơ thấy. Mày hơi bị vướng đường tao rồi đây. Mày cái con này, mày vướng thế. Mày giỏi lắm. Ôi dạ, võ công của mày cũng cao cường đấy. Mày sẽ hắn ấy à? Bạn nghĩ là bạn ly được với tôi á? Mày này, đi uống rượu.
chờ đợi kết quả nha. Các ngươi dám vứt bỏ ta sao? Rồi các ngươi sẽ phải trả giá. Chạy đi đâu? Đừng quay đi. Tâm, thả Tâm ra. Không. Chỉ là mơ thôi. Tâm ơi. Tâm. Tâm. Nàng làm sao thế? Tâm. Xinh quá. Cho thơm cay nha. Gì đây? Sư cha con chim sâu kia nhá. Mình tiếp tục thôi em. Ba. Mưa với chả gió, bực hết cả mình. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết, mau đi theo ta. Để xem ngươi có bản lĩnh nữa không. Ui. Bản lĩnh ta có thừa. Để xem dao của ngươi sắc hay là súng của ta nhanh. Ui, súng mà. Còn cái này thì sao? Của ngươi chỉ là hàng giấu chắc thôi. Ui trời ơi, cái gì đây? Sao lại bị trói thế? Ngươi lại, ngươi thả ra bọn ta. Ai sẽ là người đi trước? Ê, anh ơi. Đây, cái thằng đấy đây. Bên đây. Không. Ngươi sao? Nhưng ta không thích. Ta chọn ngươi. Không, hãy bắn ta đây. Đừng bắn Tâm. Đừng mà. Tránh ra. Không. Các ngươi nghĩ đây là súng thật sao? Chiu. Thôi, dừng lại đi. Thế là đủ rồi. Cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Hoàng Thuận. Chết đi. Cố lên, cẩn thận nha. Vô ích thôi. Ngươi đừng có đắc ý. Các ngươi sẽ là trò chơi của ta. Giết hắn đi. Mình giết ai hả? Đi đây, thả ta ra. Ngươi hả? Ngươi mau thả anh Hoàng ta ra, nhanh. Đừng có mơ. Nhanh, đánh ngươi bây giờ. Thả ta ra. Hả? Chủ nhân. Mọi người. Thằng vô dụng, đừng đùa với con tao. Mày nghe chưa? Tại sao ngươi lại muốn làm hại bọn ta hả? Nói nhanh, nói. Nói mau. Nguyên nhân sao? Này,
Sao lại là nó nhờ? Con không biết. Là vì các ngươi đã vứt bỏ ta. Mày xấu như này thì ai thèm nuôi. Thôi, cái này hợp với mày hơn. Tao đi về uống rượu tiếp. Điện Hoàng, bye bye nha. Thế thì ta chăm sóc cho ngươi nha.